cùng mình nha, và mình là Linh Sara đây. Và hôm nay thì mình rất rất là mong chờ video này ra, bởi vì là đây là một cái trang phục cực kỳ mới của vị tướng Ngộ Không, và mình cũng rất là thích Ngộ Không nữa, vì thế là mình cực kỳ là mong chờ muốn giới thiệu mọi người cái trang phục mới này. Và cái trang phục mới này thì nó tên là Đại Thánh Tề Thiên Hoàng Kim đấy. Nói chung là dịch ra thành là chú khỉ màu vàng. Đấy, đúng như là cái tên gọi của nó thì đây đúng là một cái chú khỉ toàn màu vàng cả. Trời ơi, đừng có ăn bùa của mình bạn ơi. Trời ơi là trời. Rồi, đấy mọi bạn, mọi người có thể thấy là cái trang phục này, đấy, hiệu ứng màu vàng này, hiệu ứng kỹ năng màu vàng này, trang phục cũng màu vàng, rồi tất cả tật đều màu vàng cả. Và mình nghĩ đây cũng là một cái trang phục dành cho Rickit, bởi vì là Rickit thì toàn tiêu tiền đô với lại tiền triệu thôi. Rồi và cái trang phục này thì chắc chắn là nó sẽ rất là hút máu của mọi người đấy, vì nó siêu 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 đẹp luôn. Rồi đừng có ăn bùa đỏ của mình nha mọi người. Bạn từ đừng ăn bùa của mình. Rồi cái đoạn test này thì cái điều không thể tránh khỏi đó là các bạn sẽ bị tranh rừng nha mọi người. Rồi cái trận này thì bạn Enzo cái trong cái vị tướng mới ra, bạn ý ra tranh rừng của mình rồi, mà không sao. Nói chung là tranh rừng của mình thì mình không có level 4 thì ganh yếu hơn một tí thôi, nhưng mà mình sẽ xuống đây ganh cho đường rồng nhá. Đấy, có hai bạn rồi, ok, một đập ui a hay a chụp bắn đau á. Rồi hai đập và có một điểm hỗ trợ và một mạng cho mình rồi. Thơm. Rồi đúng rồi, pha nãy thì mình hơi bị đen rồi vì là đập không có chí mạng gì cả, mình thấy không? Vì vị tướng Ngộ Không là cái vị tướng mà phụ thuộc rất là nhiều về cái độ hên xui của mọi người, hoặc là cái độ kiểu cái xem cái độ nhân phẩm của mọi người ấy. Nhân phẩm cao thì sẽ đập chí mạng nhiều. Đấy mọi người thấy không? Ôi, mình đập phát một luôn này. Sau nãy giờ đập mấy bạn team bên kia chả thấy chí mạng gì kìa. Rồi và bạn Ezo team mình thì đang khổ sở về cái con rồng này, trời ơi. Các bạn tranh rừng của mình đây mà. Rồi, mọi người có thể thấy là team mình là cái đội hình cực kỳ là dị luôn mọi người ạ. Vì là tôi thấy là bạn Chrissy đi kinh công này. Đấy, mình với lại Ezo thì cùng đi rừng. Đường giữa thì không có ai. Rồi bên kia thì có Vera với lại HZT đi rừng rồng nhá. Đấy, mọi người thấy cái đội hình nó dị đến mức nào chưa? Không biết là team kia thì đội hình như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là team mình đội hình khủng hơn là nhiều vì có mình mà. Cái trang phục này của Ngộ Không thì nó sẽ xuất hiện ở cái phần vẽ bùa ở Liên Quân Bay Việt Nam nha, ở cái phiên bản 3.0 sắp tới ấy. Rồi mọi người hãy cứ chuẩn bị máu với lại thận, bán máu bán thận để mà quất em này về đi, vì là cái trang phục này cực kỳ hút máu. Bởi vì là rất là nhiều anh em cũng là fan của Ngộ Không mà. Đấy, và khi mà trang phục này mới ra, sắp ra mắt thì mấy bạn mà fan của Ngộ Không thì chắc chắn là sẽ rất là hào hứng và muốn hốt em này ngay và luôn. Đấy, ăn cho con giống nha. Giống nó rất là quan trọng trong team, rồi hốt luôn cái con màu đỏ, màu xanh. Đấy, mình có lợi thế thêm một tí. Có lợi thế một tí thì mình sẽ cướp luôn rất là nhiều cái bùa lợi của team bạn, để cho team bạn thọt luôn nhá, không có khả năng mà lớn được. Rồi xuống lại bạn lại ngáo rồi. Qua này chắc là bị AFK rồi mình ạ. Trong cái bạn test này thì có cái nạn rất là đáng báo động, đó là AFK rất là nhiều nhá. Chắc chắn là bên kia có bạn AFK rồi. Rồi bạn này chạy luôn bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Rồi quất luôn bạn Violet. Rồi bạn này lộn rất là ảo diệu nha. Rồi double kill. Wow. Bây giờ thì mình rất là xanh rồi, mình là có 5 mạng với lại 3 điểm hỗ trợ rồi đây. Trời ơi, Ngộ xanh thế này rồi, mọi người biết là khi mà Ngộ không xanh thì nó ám mạnh như thế nào rồi đấy. Và mình sẽ cố để không làm mà không bị mất trinh của em này nha. Rồi, mọi người thấy không? Thì cái bộ trang phục này cực kỳ là vương giả. Mình đánh cho mình có cảm thấy như là mình là một con người giàu có ấy. Rồi thôi bạn ơi, làm gì đâu, mình có cướp mỗi một con bùa đỏ thôi mà. Rồi mình sẽ bóc bạn là Violet nha. Ôi trời trời, chạy bạn ơi, chơi tư, đừng bắt mình. Thôi bạn ơi. Và mình đã tàng hình và chạy rất là phê.
có thêm cảnh nội tại của con rơi quỷ nữa, chỉ chạy mắc phê rồi giống như kiểu thanh niên chạy marathon rồi đấy. May quá, mình vừa mới bảo là không để cho em ý mất trinh. Nãy pha nãy thì mình đang tính kiểu quất bạn Violet, móc bạn Violet đằng sau, nhưng mà xui quá lại vào cái bạn bò Toro. Và bây giờ thì thế trận team mình chắc là rất là xanh rồi. Có 21 mạng và ấy chip một kill cho bạn Tarate thì mình luôn. Wow, hay đấy, hay quét sạch luôn. Rồi cố gắng là kết thúc nhanh trận đấu này nhé mọi người. Đấy, ngộ không thì cái bạn test này thì mình chưa có lên cái level 30 nữa. Vì thế là mọi người thấy là đập 9 mạng cũng không có nhiều ngọc. Trời ơi, thôi, hai người thì thôi, mình sợ quá. Mình chỉ với ba người luôn. Mình chỉ có thể cân 2 nhưng mà ba người thế kia thì thôi nha. Rồi mình sẽ về đây farm thôi. Cái level ở trong cái nick này của mình ấy thì nó cũng chưa có lên được level 30 nữa. Vì thế là cái bảng ngọc của mình nó cũng chưa có lên mắc bảng ngọc ấy. Bình thường thì sẽ có 10 viên ngọc đỏ, 10 viên ngọc xanh với 10 viên ngọc tím đúng không? Mình thì không có đủ nữa, vì thế là 9 mạng ở đầu game này. Với lại đến bây giờ thì nó cũng chưa có nhiều. Rồi nhưng mà khi mà lên được mấy cái đồ giống như là thanh kiếm thì mọi người thấy không? 9 mạng lên vẫn rất là phát một luôn. Đây. Ở dưới kia thì có rất là nhiều người đừng giống ạ. Nhưng mà thôi, mình ít máu quá. Rồi mình bây giờ thì team mình đang đẩy trụ. Rồi đập luôn bạn ơi, đập luôn. Wow. Team mình bây giờ mắc xanh rồi mọi người ạ. Rồi khi mà xanh rồi thì mình sẽ về đây ăn con búa xanh nha. Wow, chắc búa xanh của mình đã bị mất rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em mình. Ôi trời ơi, để bắn trụ trời đau ghê. Team mình kiểu không hiểu sao băng trụ kiểu thế này. Rồi dưới kia thì lại chả có ai thủ. Bây giờ mình sẽ về thủ cái trụ ở đằng dưới nhá. Oh my god, rồi bạn này Kahi này, ôi đau dã man luôn mọi người ơi. Rồi bật chiêu cuối lên tàng hình và chạy thôi. Xui quá mọi người ạ, cái phần chí mạng của mình nó lại không có hiện lên nhiều ấy. Rồi lên nào mọi người, lên nào. Rồi và Chrissy của mình lên nữa thì chắc chắn là hai bạn này lên bạn đến số rồi. Bye bye. Rồi bên kia thì team bạn chỉ còn có một cái trụ. Cái trụ chính bên kia thì còn tí máu này mọi người. Khi mình có lên backdoor một ván nhỉ. Bên đường dưới thì còn có hai cái trụ thôi. Rồi team mình thì sắp thắng rồi mọi người ơi. Còn Hanate bên mình thì chắc chắn là xanh nhất hệ bản đồ rồi, vì là mình ganh bạn ấy rất là nhiều và bạn ấy vừa mới đạt được triple kill phát nãy. Ôi bạn này thì rất là hổ báo. Ôi hổ báo thế. Rồi mình lên này. Rồi lên bạn được số với tốc độ bàn thờ rồi. Một đập. Ở dưới đây này, đánh nhau rất là vui vẻ, rôm rả, mình cũng xuống góp vui mới được. Đây ôi, và vét rồi. Mình đang quét mà mọi người, đang quét mà không có được. Rồi các bạn người nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người hãy ấn like, subscribe, nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo video tiếp theo nhé. Bye bye.